Hello hello, chợ ô tô đầu mối Hải Dương rất vui và hạnh được gặp lại anh chị quý vị mình vào khung giờ 8:03 mỗi tối ạ. Thì hôm nay là mùng 2 đầu tháng này, đấy, em vẫn xin phép lên sóng báo giá cho anh chị quý vị mình những đầu sản phẩm đang có tại bên em nhé. Vâng, cho bác Đinh Anh RV này, cho bác Nguyễn Đất Tuyên, cho bác Tuyền Lương, cho bác Ngọc, cho những khách hàng thân thiết của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đấy, thì hôm nay bên em chốt được khá nhiều là mẫu xe rồi. Đấy, nhà mình có thể quan sát trên tường em đấy. Rất là nhiều mẫu xe này đã được bán nhá. Đấy, đầu tháng thôi rất là hoan hỉ. Đấy, bán rất là nhiều rồi này. Nhà mình tiếp tục chốt đi này. Đấy, để em tiếp tục giảm giá cho anh chị quý vị mình nhận. Vâng, cảm ơn bác anh Ngọc rất là nhiều này. Còn tương đối đầu xe thôi. Đấy, nhà mình có thể quan sát em đây. Phán hết xe rồi này. Đấy, phán xe rồi ạ. Vâng, chào bác Đinh Hành RV này. Có số sàn màu trắng đời cao không? Vài ốt số sàn màu trắng đời cao thì hôm nay bên em lại vừa bán một chiếc đa 2019 nữa anh nhá. Đấy, rất là tiếc này. Đấy, anh cứ theo dõi YouTube kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Đấy, bọn em đã sắp nhiều về những mẫu mới đầy cao phục gia đình nhà đình ạ. Vâng ạ, cảm ơn bác Tuyền Nương rất là nhiều ạ. Vâng nhá, bác Đinh Hành RV này, cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em. Đấy, cho em xin lại số điện thoại đi nhá. Nào mà có mẫu Vios đời cao nào thì em sẽ liên hệ với bác nhá. Đấy, có con 7 chỗ khác không bác? Đấy, 7 chỗ khác à? Đấy, 7 chỗ thì bên em còn có Vivante này, đấy, Innova này, đấy. Hôm nay thì một chiếc Innova bán rồi, bán về Phủ Lý Hà Nam rồi ạ. Đấy, có video đấy. Tiến em nó phải là chồng rồi. Vâng, chào bác Thái Tô Ly này. Vâng, chào bác Chiến Giáp này. 7 chỗ thì tạm thời bên em nó có chiếc Innova thôi anh ạ. Đây, có vài mẫu Innova này, đấy, Vivante là 7 chỗ thôi. Ok ạ, cảm ơn bác Tuyền Nương rất là nhiều nhá. Ok, sẽ chuẩn bị cho bác Tuyền Nương một con ạ. Tuyền Nương một con ạ. Vâng, chào bác Phạm Vinh này, chào toàn thể quý vị nhà mình ạ. Đây, 7 chỗ thì bên em tạm thời có dòng Vivante này. Đấy, mình tham khảo dùm em này. Vivante 208 này, 155 triệu đồng. Đấy, la sáng đúc lốp láp đẹp. Đấy, xin nhan trên sườn xe đây. Bác Chiến Giáp mà đang quan tâm dòng 7 chỗ này, tham khảo dù em mấy mẫu Vivante nhá. Nếu mà chưa ý này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi. Một vài hôm nữa sẽ về một vài đầu Tota Vios nhé, để phục vụ toàn thể anh chị quý vị như mình ạ. Vâng, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Phạm Vinh, chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cả nhà mình ơi, đầu tháng hoan hỉ lên, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, không mất tiền không bạc gì cả, để loan tỏa buổi livestream mình hơn. Cảm ơn đại gia mình rất là nhiều ạ. Con ghét màu xanh bao nhiêu em? Đâu con ghét màu xanh đâu nhỉ? À đây, con ghét màu xanh rồi ạ. Con ghét màu xanh này tạm thời bên em đang đán ấy, cửa tiền là 140 triệu đồng nhá. Đấy, con ghét này số sàn anh ơi. Đấy, con ghét màu xanh này số sàn này, đời 2009, động cơ 1.0. Đấy, đăng ký làm bánh năm 2009 ạ. Đấy, la xăng sắt zin nguyên bản theo xe này. Đấy, lốp lát thì còn mới còn đẹp này. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, 140 triệu, giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị của mình cùng tham khảo nhá. Đấy, Hyundai Ghost bền bỉ tiết kiệm điều đây. Vâng, chào bác Phạm Vinh Hiển, có K3 hay Seto không? K3 thì tạm thời em chưa có này, nhưng Seto có một mẫu nhá. Đấy, con mẫu Seto này thì hôm nay là cuối tuần này, anh chị ở bãi lại đi công vụ một xíu này, đấy, đi chơi một xíu. Đấy, bác Phạm Vinh Hiển này đang quan tâm dòng Seto này, thì bên em đang có chiếc Seto 2017 nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em ạ. Chào bác Tôi Nguyễn Văn này, chào bác Chi Vũ này, chào đại gia đình mình ạ. Vâng, có i10 tầm 200 không à? Vâng ạ, 115 triệu thì tạm thời chưa rút đâu bác nhá. Đấy, bác Đinh Hạnh Văn này, đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, thôi một chút đi, em sẽ bán con Hyundai Ghost nhá. Có Tota Vios 2015 số sàn không bác Chi Vũ? Tota Vios 2015 số sàn thì tạm thời bên em chỗ có. Hôm nay bên em chốt hai chiếc Tota Vios rồi, một chiếc đời 2018 và một chiếc đời 2019 này. Tạm thời chỉ còn những mẫu đời 2010 thôi. Đấy, bác Chi Vũ mà có quan tâm những dòng Tota Vios này thì nhắn tin có phải biết với em nhé. Tạm thời đời 2015 thì chưa có này. Một vài hôm nữa sẽ về một vài mẫu Tota Vios đời cao nữa để phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Hằng Vũ Thị này.
Đấy, bác nào vừa mới hỏi là i10 tầm 200 triệu đồng đây, tham khảo giùm em đi gia đình ơi. Hyundai Grand i10 đời 2014 này. Đấy. Anh ơi, 115 triệu đồng thì bên em không chốt ở đâu anh nhá. Đấy. Con đấy 140 triệu đồng là bớt hết rồi á, giảm giá hết mức cho anh chị quý vị như mình rồi. Đấy. Anh nhắn tin trực tiếp qua Facebook cho em đi. Đấy, để em được tư vấn sâu nhá. Đấy. Vâng, chào bác Trần Đức Anh ạ. Đây, bác nào mà đang hỏi i10 tầm 200 triệu đồng để tham khảo giùm em chiếc này nhá. Hyundai Grand i10 đời 2014 này, đăng ký và đăng bánh năm 2017, động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi, cởi tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 195 triệu đồng nhá. Đấy, 195 triệu đồng. Nước sơn màu trắng rất là đẹp này. Cặp đèn hậu trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Xin nhan trên sườn xe nhá. Xe đẹp, giá cả hợp lý, quá là ok. Vâng. Thứ nhất là xe là phải đẹp này, phải chất lượng thì bên em mới mang về phục vụ anh chị quý vị như mình. Hai là giá cả thì vô cùng ok thôi, không phải em bán xe đó như vậy đâu ạ, mà tất cả những bác mà đến mua xe này đấy đều cho ý kiến như vậy nhá. Bởi vì bên em này, bến bãi thì cỏ nhà này một này, đấy toàn anh em người nhà buôn bán thôi, không phải thuê, không phải mướn gì cả, nên mức giá là đưa tới gia đình nhà mình là hợp lý nhất nhá. Làm sao mà cho những chị quý vị mình quan tâm được mua xe. Bác Nguyễn Huế Quý này, có trả góp không à? À bên em có hỗ trợ trả góp nhá. Những xe đời 2014 trở lên với cửa tiền là 300 triệu đồng thì bên em có hỗ trợ trả góp ạ. Đấy, không những hỗ trợ trả góp này mà còn hỗ trợ ship xe nhá. Đây, thì tiếp cho đây em xin giới thiệu những mẫu Hyundai Grand i10 cho anh chị quý vị cùng tham khảo nhá. Đấy, hôm nay thì bên em có về một chiếc Hyundai Grand i10 màu trắng đây, để mình tham khảo giùm em này. Đấy, với cửa tiền là 239 triệu đồng. Xe được sản xuất năm 2014 này. Đấy, nhập hàn nguyên chiếc, động cơ 1.0. Đấy, la xăng đúc lốp náp đẹp. Đấy, cặp đèn pha này. Đấy, trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Bản trước máy quay đây là bản đổ nhá. Bản đổ này full kịch này. La xăng đúc lốp náp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương này. Gương kính cụp xe điện nhá, tay nắm cửa này. Tay nắm cửa, viền chân kính và vè che mưa này được ốp lốc rất đẹp luôn. Đấy, tham khảo giùm em ạ. Với cửa tiền 239 triệu đồng. Vâng, chào bác Linh Lý Bá Lý này. Em cần Forex Lasus 2002, có liên hệ. Ok anh ơi. Vâng, có thì em sẽ liên hệ trực tiếp anh số là điện thoại nhá. Vâng, anh tạm bấm cho em xin một lượt like đi, một lượt chia sẻ đi. Để em Vâng, chào bác Phạm Vinh Hiển này, giới thiệu Seto đi bạn. Có xe tô thì tạm thời bên em hôm nay không có nhà nhá. Anh cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em này, thì em gửi hình ảnh cho, thì em giới thiệu tạm qua cho anh nhá. Chiếc đó thì đời 2017 này, động cơ 1.6 số sàn này. Giá thì bên em mới về nên chưa cân đối được nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage này để em cho anh mức giá thương lượng nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xe tô 2017 anh ạ. Vâng, chào bác Lê Việt, chào bác Linh Bí Bá Lý này. Chào bác Lê Dương, chào đại gia đình mình. Vâng, chào bác Hoàng Đức Hợp, chào bác Nguyễn Văn Việt này, chào những khách hàng thân thương cho ô tô lớn với Hải Dương. Thì qua bước 6 ngày hôm nay, cho em xin phép gửi đến gia đình nhà mình một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất nhé. Vâng, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình. Đấy, 150 triệu đồng này. 150 triệu đồng, động cơ 1.0 số sàn, nhập hàn là 2010, Kia Morning màu trắng đây. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. La răng đúc lốp láp đẹp, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều nhá. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, 150 triệu thôi gia đình ạ. Cho xem ghét với. Vâng, bác Quang Thiện Phạm ạ. Ok, có ghét ạ. Đây thì em xin phép quay lại mẫu ghét này nhá. Đấy, bên em đang tạm thời có hai mẫu ghét nhá. Đấy, bác theo dõi buổi live stream này với em đi. Để em quay cho bác hai mẫu ghét ạ. Cảm ơn bác Thúy Ô Tô Hải Dương rất là nhiều này. Vâng, cảm ơn bác Chi Vũ này. Tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ đến gia đình ơi. Đây, Hyundai Ghét đây. Hyundai Ghét 209, 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đăng kiểm còn khá là dài này. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Em xin quay phần nội thất ghế da, à nội thất ghế lỉ bên trong cho gia đình mình cùng quan sát nhá. Đấy, trước này nội thất vẫn là ghế lỉ zin cho xe nhá. Đây nội thất ghế lỉ bên trong đây.
Nội thất ghế lỉ bên trong bên nhà mình ơi. Đấy. Nội thất ghế lỉ zin theo xe nhá. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, túi khí an toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình theo xe nhá, 140 triệu nhà mình tham khảo giùm em ạ. Vâng, chào bác Phạm Văn Dung này, chào bác Nguyễn Văn Nguyện này, chào bác Nguyễn Đức Lành, vâng. La Chetty Slick có La Chetty Slick chị bác Trần Thị Thắng nhá. Chào bác Anna này. Đây bác tham khảo em mẫu ghế này đi bác ơi. Đấy, 2009, 1.0 số sàn, 140 triệu đồng ạ. Vâng, em xin tiếp tục báo giá đầu sản phẩm bên em đang có nhá. Các bác đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào, để lại bình luận cũng như comment đi, để em được tư vấn sâu hơn cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Chào bác Phạm Trách này. Vâng, bác Phạm Trách vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay, hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác Phạm Trách ơi. Trước máy quay em đây, xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu La Chetty nhá. La Chetty 2008, đăng ký làm bánh năm 2010, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, nước sơn màu đen sedan hai đầu, với cửa tiền gửi đến toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Đấy, là 150 triệu đồng nhá. Đấy, 150 triệu đồng thôi. Sedan hai đầu phân khúc hạng B. Đấy, các bác nào mà đang có nhu cầu tập lái này, tránh mưa tránh nắng, chọn cho mình một chiếc xe gia đình này, tham khảo giùm em mẫu này nhá. 150 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được sâu ạ. Đấy, lốp láp mới, sơn xi đẹp này, tay lắm cửa, viền chân kính thì bọc lốc rồi, có vẻ che mưa trên cao này. 155 triệu đồng gia đình ạ. Chào bác Hà Quang Lập này, chào bác Nguyễn Đức Lành, chào bác Sao Nguyễn này. Để lại cho anh định vị anh Sang, ok anh nhá. Rồi sau buổi livestream này thì em sẽ để lại cho anh định vị để anh tham khảo nhá, vị trí bên em này. Bên em là chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Nhập số 2 này. Đấy, mở cửa 24/7 để ra đây mình cùng tham khảo nhá. Đây bác là vừa hỏi La Chetty Slick này, tham khảo giùm em nhá. La Chetty Slick 2010, đăng ký là bánh năm 2011, động cơ 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi này. Đấy. Xe này mang nước sơn màu đen rất đẹp đây. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, la sáng đúc 17 inch, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xi nhan thì tích hợp trên sườn xe nhá. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, nội thất kế ra theo xe. Cửa tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 255 triệu đồng. Sedan ở đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 255 triệu đồng thôi ạ. Trang bị cả option cửa sổ trời Panama này, vô cùng là thể thao, vô cùng hiện đại này. 255 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được cho gia đình quan tâm ạ. Đấy anh chị quý vị mình đang qua quan tâm dòng xe từ 4 đến 7 chỗ này là đã qua sử dụng. Đấy, tham khảo giùm em chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương này. Rất là nhiều đầu xe để gia đình mình cùng tham khảo nhá. Vâng, chào bác Vĩnh xe đạp cổ, chào bác Nguyễn Thìn. Chào bác Tài Đoàn à, có Xpander không? Xpander thì tạm thời bên em chưa có bác Tài Đoàn ơi. Bác cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những sản phẩm nào bên em sẽ sắp về nhá. Nếu mà về đầu Xpander này, để lại số điện thoại ở phần tin nhắn thì em cho tham khảo để em gửi ra cho anh chị mình ạ. Chào bác ạ, có Innova tầm 180 triệu không? Innova tầm 180 triệu bên em cũng có bác nhá. Đấy. Bác Quang Tiền Nguyễn này, quan tâm mẫu nào nhá, để lại trực tiếp tin nhắn đi. Nhắn tin trực tiếp qua phần tin nhắn ở fanpage cho em đi để em tư vấn cho bác nhá. Bên em có Innova tầm 180 triệu đấy ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Nguyện này, chào bác Văn Bơ. Chào đại gia đình nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cảm ơn những bình luận gia đình rất là nhiều này. Là chiếc Vivante 155 triệu đồng này em đã giới thiệu cho gia đình mình ngay đầu buổi livestream này. Tiếp theo đây, em xin giới thiệu đến đại gia đình nhà mình. Đây, một chiếc sedan hai đầu mà chỉ có 115 triệu đồng thôi. Đấy, Granta 209, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 115 triệu đồng. Đấy. Đấy, xe này mang biển tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa đây. La sáng đúc lốp láp đẹp, xi nhan trên sườn xe đăng kiểm còn khá là dài. Đấy, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, 115 triệu đồng ạ. Cho xem Hyundai 7 chỗ. Hyundai 7 chỗ thì tạm thời bên em chưa có anh Nguyễn Thìn ơi, anh hãy tạm ứng cho em xin một lượt like này cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Đấy, để lại cho em xin số điện thoại này luôn đi ạ. Để làm một cái đầu Hyundai 7 chỗ nào để em tư vấn thêm nhé. Nếu mà đầu 7 chỗ thì bên em xin lỗi lại gia đình mình nhá, mạng này hơi có vấn đề một xí ạ, để em chỉnh lại mạng nhá. Ok, anh vừa có bằng lên muốn tư vấn. Ok anh cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage em này hoặc là để lại số điện thoại đi. Sau buổi livestream này thì em sẽ gọi điện cho anh này, tư vấn
trực tiếp cho anh về những đầu sản phẩm mình đang có nhá. Ok, vâng, cảm ơn bác Phạm Trách rất là nhiều này. Chúc cháu Thanh Tùng tháng mới bán được nhiều xe. Vâng ạ, cảm ơn bác Phạm Trách rất là nhiều này. Chúc bác Phạm Trách tháng mới cũng luôn vui vẻ, là có sức khỏe này. Đấy, theo dõi Thanh Tùng như chỗ ô tô đồ mới Hải Dương nhá. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu Genza 2009 với cửa tiền là 115 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu xe nhỏ gọn màu trắng đây. Số rộng nhá. Như đấy, những bác gái là mà vừa có bằng này, đấy, vừa có bằng xong này, muốn bổ túc tay lái này, tham khảo dùng Thanh Tùng mẫu này này. Kia Morning 209, động cơ 1.0 số tự động nhá. Đấy, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 190 triệu đồng, 190 triệu đồng thôi. Na răng đúc lốp láp đẹp này, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, động cơ 1.0 tiết kiệm nhiên liệu vô cùng luôn. Một dòng xe vô cùng lành lặn này, đấy, bền bỉ này. Máy số điện đó mình dễ bảo trì bảo dưỡng cũng như sửa chữa. Đấy, dòng xe tập lái thì bên em cũng khá là nhiều này. Thì mình tham khảo dùm em nhé. Cứ để lại bình luận cũng như comment đi để em tư vấn sâu ạ. 190 triệu đồng này. Kia Morning 209 này. Vâng, tiếp theo đây với cửa tiền là 160 triệu đồng này. 160 triệu đồng. Giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc La Chetti đời 2009. Động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, sedan 2 đầu, nước sơn màu đen. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đèn thì còn sáng còn đẹp, không có dấu hiệu bóng mờ rạn nứt so xương tôi nhiệt nhá. Xin nhan thì nằm trên sườn xe. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Vâng, cảm ơn những lượt tin của bác Đinh Thị Thu Trang ạ. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem buổi live stream ngày hôm nay, hoan hỉ lên, vui vẻ lên, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, không mất tiền không bạc gì đâu cả, và để lan tỏa buổi live stream ngày hôm nay hơn nhá. Để những bác nào đang thắc mắc này về một địa chỉ nào uy tín nhất, tìm cho mình những dòng xe đã qua sử dụng từ 4-7 chỗ nhá, đến với chợ ô tô đồ mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Bình Hiệp số 2 này, để xem xe và chạy thử xe miễn phí ạ. Tiếp theo đây với cửa tiền hơn 200 triệu một chút thôi, thì mình tham khảo dùm em một chiếc xe đời 2016 này, Hyundai Grand i10 2016 240 triệu đồng. Xe này mang động cơ 1.0 đấy, số sàn, tiết kiệm nguyên liệu. La răng đúc lốp náp đẹp, xin nhan thì tích hợp trên sườn xe, đăng kiểm còn khá là dài này, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Vô lăng 3 chấu này, đầu đài màn hình theo xe nhá. Nội thất đây, nội thất bên trong đây, nội thất sạch sẽ là điều hòa Z-Boost. Anh chị quý vị mình mang em nó về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như gia đình. 240 triệu, giá còn bớt còn thương lượng này, hỗ trợ trả góp cho gia đình mình ạ. Đời 2016 Hyundai Grand i10. Cái chiếc Hyundai Grand i10 vừa rồi nhà mình cùng hướng mắt theo máy quay đây. La Chetti Celic 2010, đăng ký bánh năm 2011 này. Động cơ 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi nhá. Có ASEAN không bạn ơi? Có ASEAN bác Nguyễn Viết Tùng nhá. Đây, để em giới thiệu lốt chiếc Celic này rồi em sẽ sang một đầu ASEAN nữa cho gia đình cùng quan sát ạ. Đấy, Celic 2010 này, 1.6 số động, sedan đầu phân khúc hạng C, 255 triệu đồng. Bên em đang có 2 chiếc Celic nhá. Đấy, 2 chiếc Celic. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin. La răng đúc lốp láp đẹp, có phanh địa chống bó cứng ABS này. Xi nhan trên sườn xe, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Cam lùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi này. Đấy, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Em xin quay phần nội thất bên trong cho mình cùng tham khảo này. Xe thì trang bị màn hình Android cỡ lớn này, cam lùi, cam hành trình đầy đủ, vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn và những nút điều khiển trên vô lăng nhé. Nội thất ghế da theo xe 255 triệu đồng. Sedan 2 đầu phân khúc hạng C này, có trang bị cả cửa sổ sổ trời panorama trên cao này, 255 triệu đồng. Đồng giá là chiếc T6 hiện đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em ạ. Vâng, chào bác Lê Dương, chào bác Nguyễn Văn Nguyện này, chào bác Tuyền Lương, chào tất cả những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc ạ. Đấy, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương, một kênh chuyên kinh doanh buôn bán, trao đổi như ký gửi những dòng xe đã có sử dụng nhá, vô cùng uy tín, vô cùng chất lượng tại Hải Dương ạ. Vâng, tiếp theo đây, ASEAN đây sao thì mình cứ đang quan tâm nhé. Hyundai ASEAN 2009 này. Đấy, động cơ 1.4 số sạc nhập hàn nguyên chiếc. Xe này mang nước sơn màu sáng bạc, rất là đẹp đây. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xe mang nhãn tư nhân chính chủ 14A Quảng Linh đây. La răng đúc thì đã được trang bị ở 4 bánh này. Xi nhan trên sườn xe nhé. Đấy, thân vỏ liền lạc, keo chỉ máy số thì còn nguyên zin. Cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 170 triệu đồng.
Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng gia đình mình ạ. Đấy, Asen 209 tham khảo dùm em đi gia đình ơi. Vâng, chào bác Hà Nguyễn Quang này, chào bác Vệ Nhung, chào Hà Quang Lập. Đấy, chào bác Lê Dương, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Nguyễn Viết Tùng, chào những khách hàng thân thương trên ba miền của chợ ô tô đồ mối Hải Dương. Vừa rồi em đã báo giá cho anh chị quý vị mình khá nhiều đồng 5 chỗ này. Đây. Tiếp theo đây nhà mình quan sát cho máy quay của em nhé. Mitsubishi Jolly đời 2005, đăng ký và làm bánh năm 2007, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, với cược tiền gửi đến gia đình nhà mình là 135 triệu đồng ạ. Đấy, 135 triệu đồng thôi. Xe đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 này. Đấy, na sáng đúc lốp láp đẹp nhá. Nội thất ghế da này, đấy, theo xe, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi, 135 triệu đồng ạ. Ok, bên em có hồ đây, có vườn ao này, có cá cảnh này. Đấy là bác Tuyền Nương cứ xuống bên em nhá. Cá bên em thì không câu, cá bên em là cá cảnh thôi. Đấy, bác cứ xuống chơi em đi. Biếu cho bác một vài đôi này về nuôi để làm phong thủy này. Vâng ạ. Có cờ lui 2017 không anh? Cờ lui 2017 thì tạm thời bên em chưa có bác Phạm Thanh ơi nhá. Bác cứ tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Để lại cho em số điện thoại ở phần comment đi, để nào mà có đầu cờ lui nào mới về nhé. Em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh Phạm Thanh ngay ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, nhà mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay. Hoan hỉ lên, vui vẻ lên, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Đấy, chia sẻ nhiều lên này. Chia sẻ càng nhiều lượt tim, lượt like càng nhiều này. Em mới làm động lực để bớt cho anh chị quý vị nhé. Bớt sâu cho đại gia đình luôn đấy ạ. Đấy. Cạnh mẫu Mitsubishi Jolly 2005 vừa rồi. Trước đây nhà mình cùng tham khảo với em một mẫu đến từ nhà Mitsubishi đây. Outlander Mitsubishi đời 2016, đăng ký làm bánh năm 2018. Động cơ 2.0 số tự động. Đấy, 2.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cửa tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 575 triệu đồng. Đấy, 575 triệu đồng nhá. Xe bản đủ này, trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện này. Nội thất ghế da, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đầu đài màn hình rất là đẹp này. Đầu đài màn hình cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí gia đình nhà mình. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu di chuyển gia đình này, đấy, du lịch gia đình nhá, 5 người này, tham khảo em chiếc này đi. Nội thất bên trong rất là rộng luôn nhá. Từ khoang người ngồi này đến khoang cốp để hành lý này, phục vụ được những chuyến đi dài cho gia đình mình này. 575 triệu. Outlander Mitsubishi 2016, hỗ trợ trả góp gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Minh này, chào bác Thái Tô Ly, chào bác Lê Dương, chào bác Nguyễn Văn Nguyện. Ok, Tết hôm qua mua cho bác xe. Vâng, cảm ơn bác Tuyền Lương rất là nhiều này. Một khách hàng vô cùng yêu thương cho ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Để lại rất nhiều bình luận cũng như comment để em được tư vấn ạ. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Ngân này. Chào bác Hà Văn Quyết này, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, cạnh mẫu Mitsubishi Outlander 2016 vừa rồi. Tiếp theo đây nhà mình cùng theo dõi chiếc máy quay em, những đầu xe bên em đang bán nhá. Mazda 626 đây, một dòng xe đến Nhật cho mình tham khảo giùm em này. Sedan 2 đầu. Đấy, phân khúc hạng B, lước sơn màu đen. Chỉ có 145 triệu đồng thôi. Đấy, màu đen rất đẹp luôn. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, cặp đèn pha này còn khá là sáng và trong, không hiệu dạn nứt bóng mờ nhá. La răng đúc, trang bị 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xe để mang động cơ 2.0 số sàn. Đấy, bác nào đang tập lái này, hoặc là muốn chọn cho mình một chiếc xe tránh mưa tránh nắng nhé, tham khảo giùm em chiếc Mazda 626 đi ạ, gia đình ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Minh này. Có xe tầm 100 đổ lại không anh? À đây rồi, có xe tầm 100 đổ lại cho anh Nguyễn Minh tham khảo nhé. Đây, Chevrolet Sở Bắc 2010, động cơ 0.8 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này, 0.8 ăn xăng như người luôn. Chỉ có 98 triệu đồng, đã được bày bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương này. 98 triệu đồng thôi anh nhá. La răng đúc lốp náp đẹp đấy. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều rất buốt luôn. Cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Trang bị cả màn hình Android cỡ lớn này, phục vụ nhu cầu giải trí cho chị quý vị nhà mình này. Anh Nguyễn Minh mà đang quan tâm dòng xe mà dưới 100 triệu này, tham khảo cho em chiếc Spark đi. Rất là đẹp luôn. 98 triệu đồng thôi. Đấy, màn hình to như cái bát luôn. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng gia đình mình ạ. Vâng, cảm ơn bác Trần Trung Kiên rất là nhiều này. Xe đẹp, giá tốt, uy tín. Vâng, cảm ơn bác Trần Trung Kiên nhá. Chúc bác Trần Trung Kiên đang xem buổi livestream ngày hôm nay một buổi tối vui vẻ, sức khỏe,
Đấy, qua bước sóng livestream này thì hãy ủng hộ Thanh Tùng bằng vài lượt tim, vài lượt like này, vài lượt chia sẻ này, cũng như là cứ chia sẻ thật nhiều lên xem ơi. Em có mãi được 20 triệu con nào? 20 triệu thì chưa có anh Trần Đức Anh nhá. Đấy, anh cứ gom đi. Cứ gom đi rồi là mình sẽ có cơ hội gặp nhau thôi. Vâng, chó Quỳnh Phạm này, La Chetty biển 98. Ok này, để em tư vấn cho anh chị quý vị mình xem con La Chetty biển 98 mình đang để đâu nhá. Đấy thì vừa rồi em đã báo giá con Spark ấy, cỡ tiền là 98 triệu đồng rồi. Anh Nguyễn Minh mà quan tâm này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để em tư vấn thêm cho anh Nguyễn Minh ạ. Chào Bắc Giang Vũ, chào Bắc Tùng Nguyễn, chào đại thành cho ô tô đầu mối Hải Dương. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến toàn thể chị quý vị nhà mình một mẫu Hyundai. Đây, Hyundai Grand i10 2014 đây, bản đủ full kịch nhất, cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng. Xe này trang bị la răng đúc 4 bánh này, lốp lót thì còn mới, bản đủ thì có trang bị cả phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan trên gương này, gương kính cụp xe điện, tay nắm cửa viền chân kính rồi bọc lốp rất đẹp đây. Tay mở cửa thì trang bị cả lượng cả một phí mở một trạm thông minh này, có vẻ che mưa trên cao, 245 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây, nội thất ghế ra theo xe này, vô lăng ba chấu tích hợp các nút điều khiển cũng như là túi khí toàn trên vô lăng, đề đổ start top, màn hình theo xe, 245 triệu đồng. Hyundai Grand i10 bản đồ màu bạc đang được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vâng, chào bác quan Cảnh Huy này. Đấy, chào bác Vũ Giang. Ghét bao nhiêu tiền? Ok đây, hôm nay khá nhiều anh chị quý vị đang quan tâm đến mẫu ghét rồi nhá. Đấy, bên em thì còn hai mẫu ghét, thì em cứ giới thiệu gia đình mình mẫu này trước đi, tí đến góc kia thì sẽ tiếp tục giới thiệu ạ. Đây, Hyundai Ghét 2010 đây, 140 triệu đồng nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm dòng Hyundai Ghét này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để em được tư vấn sâu hơn gia đình mình ạ. Có chiếc nào giá sâu hơn không ạ? Giá sâu hơn có nhá. Đấy, bên em đang có chiếc một chiếc Matiz nữa, giá 50 triệu để cho anh Nguyễn Huy quan tâm ạ. Và anh Nguyễn Huy cứ theo dõi buổi livestream này hôm nay cùng em đi, để em tư vấn cho anh thêm về mẫu Matiz để xem mình có ưng ý không nhá. Đây, ghét đây bác ơi, 140 triệu này, giá còn bớt còn thương lượng được cho bác Vũ Giang nhá. Cảm ơn những bình luận anh chị quý vị rất là nhiều này. Đấy, cả nhà mình đang xem buổi livestream này hôm nay, tạm ứng cho em xin một lượt like đi, một lượt chia sẻ đi. Đấy, một lượt like, một lượt chia sẻ thôi. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 2014 được rồi. Trước đây giới thiệu đến gia đình nhà mình với cửa tiền gần 200 triệu đồng, 190 triệu đồng cho mẫu Chevrolet đời 2013, đăng ký bánh năm 2015, động cơ 1.6 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi với lớp sơn màu đen rất đẹp đấy. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, xi nhan tích hợp trên sườn xe, la răng đúc lốp láp đẹp, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023, 190 triệu đồng, xe liên doanh. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng được gia đình mình quan tâm ạ. Chào bác Nguyễn Văn Tú này, chào bác Quỳnh Phạm này, chào bác Cốc Huy Thủy này, chào bác Vũ Giang, chào đại gia đình cho ô tô đồ mối Hải Dương trên ba miền tổ quốc nhá. Đấy, nhà mình có thể quan sát đây, hôm nay nhà em cũng khá là vãn xe này, ngày hôm nay độc có chốt và đưa đến 7 chiếc xe rồi, à 8 chiếc chứ, chốt và đưa đi đến 8 chiếc rồi, phục vụ anh chị quý vị mình trên ba miền tổ quốc nhá. Từ Nam Định này, Hà Nam, Phủ Lý này, Hà Nội này, Thái Bình này, đấy đi hết cả nước mình luôn. Vâng, chào Nguyễn Bùi này. À thì em cũng xin giới thiệu luôn nhá, bên em có hỗ trợ ship xe gia đình ạ. Đấy, những bác nào ở xa này mà ngại đến này, đấy cọc cho em tối thiểu 5 triệu thôi, bên em ship xe tận nhà cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo nhá. Đấy, ship xe tận nhà cho gia đình luôn. Tiếp theo đây, trước máy quay Thanh Tùng xin gửi đến đại gia đình nhà mình một chiếc Gentra đây. Gentra 209, động cơ 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. Cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 135 triệu đồng. Đăng kiểm còn rất là dài này. Tháng 11 năm 2022, nội thất ghế da tông màu be kết hợp cùng đen rất là đẹp luôn. Đây, em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài trước này, rồi vào nội thất bên trong sau này. 135 triệu đồng. Giá lại còn bớt mà còn thương lượng được thêm nhá. La răng đúc lốp náp đẹp, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, nội thất bên trong đây, tham khảo giùm em gia đình ơi. Đấy, cứ tham khảo giùm em đi. Đấy, vô lăng ba chấu này, nội thất ghế da màu be này, kết hợp cùng đen, đầu đài màn hình theo xe, 135 triệu đồng. Đấy, gửi đến gia đình nhà mình ạ. Cạnh mẫu Gentra 209 rồi, tiếp theo đây
Lại xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Hyundai Grand i 10 bản đồ này. Hyundai Grand i 10 bản đồ bên em có khá nhiều này, cầm gần 7 đầu nhá. À có 8 đầu. 8 đầu Hyundai Grand i 10 đấy, xe gia đình đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Chiếc máy quay đây này, xe thì chiếc này đời 2014, đăng ký và làm bánh năm 2016. Động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Thì mình cùng xem em bản đồ có những gì nào. La răng lúc thì được trang bị 4 bánh này. Phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai phanh trước, hỗ trợ phanh tăng chống hai phía sau này. 4 mắt cảm biến lùi chống va chạm này. Trước này cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. 245 triệu đồng cho mình cùng tham khảo này. Giá còn bớt còn thương lượng. Bao phí rút hồ sơ gia đình mình nhá. Đấy, vô lăng 3 chấu này, tích hợp túi khí an toàn và các nút điều khiển trên vô lăng. Đầu đài màn hình theo xe này. Đấy, nội thất ghế da hai màu đen đỏ rất đẹp đây. Máy số, điện đóm thì lành này. Đấy, keo chỉ thì còn zin gầm bẹ chắc chắn. Nội thất sạch sẽ thơm tho rồi. Điều hòa rất buốt luôn. Gia đình mang về sẵn đi, sẵn sử dụng này, sẵn phục vụ nhu cầu của bản thân những gia đình này. Vâng, cảm ơn anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay rất là nhiều ạ. Vâng. Để ủng hộ em hơn nữa này, cho em xin mỗi người 2-3 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn. Chia sẻ là nhiều lên gia đình ơi, chia sẻ càng nhiều giá qua còn được bớt, còn thương lượng gia đình mình nhé. Vâng, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Kia Morning 2016 nhé. Kia Morning màu đỏ, đây màu đỏ ớt đây, rất là sáng này, rất là may mắn đây. Màu đỏ ớt. Xe thì đời 2016, động cơ 2.5 à, động cơ 1.25 số sàn, 4 máy đây. Tiết kiệm nguyên liệu vô cùng luôn. Đấy, một dòng Kia Morning 2016 nhá. Trước này với cửa tiền là 200 triệu đồng thì bên em có hỗ trợ trả góp nhá. Đấy, xe từ đời 2014 lên này. Bên em có hỗ trợ trả góp này. Xe thì trang bị la răng lốp 4 bánh, lốp lát thì còn đẹp. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đăng kiểm thì có rất là dài. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy. 1.25 số sàn Kia Morning. Tham khảo dùm em trước này nhé. Những bác nào mà đang tập lái này hay là chỉ muốn chọn cho mình một chiếc xe nhỏ gọn này, tiết kiệm nguyên liệu, tham khảo dùm em đi. Mẫu này đi gia đình ơi. Vâng, chào bác Thành Đỗ này, chào bác Nguyễn Ngân, chào bác Thơ Nguyễn này, chào bác Thái Tô Ly. Chào toàn thể anh chị quý vị khách hàng trên ba miền của Tổ quốc ạ. Cảm ơn những lượt like, lượt xem gia đình mình rất là nhiều này. Kênh mẫu Kia Morning 2016 vừa rồi. Tiếp theo đây nhá, Toyota Vios quốc dân, lồi đồng cuối đá 5 chỗ đây. Lồi đồng cuối đá mà phá không chịu hỏng đây ạ. Xe thì mang nước sơn màu đen này, sản xuất năm 2010, đăng ký là bánh năm 2012. Động cơ 1.5 số sàn bản E xịn nhá. La răng lốp thì được trang bị 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan thì tích hợp trên gương này, gương kính cụp xe điện. Đấy, xe tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi này. Cờ tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương nhé. Với mức giá là 245 triệu đồng thì bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình nhé. Đấy, xe đăng kiểm rất là dài này. Đấy, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Vâng, chào bác Tân Hoàng này, chào bác Văn Viết Nguyễn này, chào bác Dũng Trương, chào bác cô Cổ Ngạn Hải Dương này, chào bác Khánh Văn X. Chào tất cả các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Những bác nào lần đầu vào xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, hãy cho em xin một like, một lượt theo dõi đi để không bỏ lỡ vào khung giờ 8 giờ 30 phút mỗi tối này. Bên em vẫn lên sóng báo giá cũng như trò chuyện tương tác gia đình về những bầu xe mình đang có nhé. Cạnh mẫu Toyota Vios bản E 2010 vừa rồi. Tiếp đây gia đình nhà mình quan sát dùm em một mẫu Toyota Vios đây. Toyota Vios 2010 với nước sơn màu vàng cát, động cơ 1.4 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. La răng lốp tăm thì được trang bị 4 bánh này, lốp lát mới, sơn xi đẹp. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương 4 mùa không ngập lụt. Đăng kiểm còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 216 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng thêm để cho anh chị quý vị mình đang quan tâm nhé. Thế thì vừa rồi là ba đầu Toyota Vios này, tham khảo rồi em tiếp những đầu Toyota Vios nhà đang có nhé. Tham khảo rồi em một lượt luôn này. Đấy, Toyota Vios 2010 màu đen, 195 triệu đồng, 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. La răng lốp lốp đáp đẹp, xin nhan trên gương. Đấy, nước sơn màu đen rất là đẹp này. Tay nắm cửa viền chân kính này bọc lốp điểm nhấn trên chiếc xe này. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Vô lăng 3 chấu này, đầu đài màn hình theo xe này. Nội thất ghế da màu ghi. 195 triệu đồng cho gia đình mình cùng tham khảo thêm nhé.
Đấy, tiếp tục là Toyota Vios đây. Tham khảo tiếp đi gia đình ơi. Nhưng bác nào đang quan tâm một dòng xe 5 chỗ quốc dân Toyota Vios. Đấy, tham khảo dùm em nhé. 207 này, 210 này, 210 tiếp này. Đấy, rất là nhiều đời cho mình cùng tham khảo này. Toyota Vios 207 155 triệu đồng đây, nhà mình tham khảo dùm em với ạ. Xe này mang động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, nước sơn màu đen đây. La sáng đúc lốp láp đẹp này. Đấy, nội thất ghế da. Em quay nội thất bên trong nhá. Anh mình cùng tham khảo dùm em này. Nội thất ghế da màu ghi này, vô lăng 3 chấu này, đầu đài màn hình theo xe. 155 triệu đồng. Đấy, giá chỉ hơn con à đâu, giá chỉ bằng con SH thôi chứ. Giá bằng còn con SH này. Mà đã có sedan hai đầu phân khúc hạng B màu đen rất đẹp. Tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu cơ bản gia đình người mình này, đưa con đi học này, đưa vợ đi chơi này, gặp gỡ bạn bè thì vẫn vô cùng ok nhá. 155 triệu đồng thôi gia đình ạ. 155 này. 100 à đâu, chiếc này là 95 triệu chứ. 195 triệu đồng. Toyota Vios 2010, động cơ 1.5 số sàn, la răng đúc tam được trang bị 4 bánh này. Đấy, lớp sơn màu đen rất đẹp, vô cùng đẹp luôn. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, biển tư nhân chính chủ 88 đây. Đấy, động cơ 1.5, hộp số VVTi vô cùng tiết kiệm nguyên liệu. Còn dòng Toyota xe đăng kiểm thì còn khá là dài này, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. 195 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng được thêm cho gia đình mình nhé. Đấy thì vừa rồi là khá nhiều Vios này. Tiếp tục tham khảo những đầu xe bên em có đi gia đình mình ơi. Đấy, tham khảo nhiều lên, chia sẻ nhiều lên, tương tác nhiều lên đi. Giá còn bớt, còn thương lượng nhé. Đấy, bớt ngay 5 triệu đồng nếu mà vào khung giờ 8:03 mỗi tối này, nhà mình chốt được xe nhé. Bớt 5 triệu đồng, giá lại còn thương lượng được thêm ạ. Tiếp theo đây nhà mình cùng đến với Thanh Tùng này. Đấy, một vài đầu Kia Morning này. Dòng xe quốc dân 5 chỗ nhỏ gọn, tiết kiệm cũng không kém này. Kia Morning 216 tham khảo của em với gia đình ơi. Kia Morning 216, động cơ 1.25 số sàn 4 máy bản Y này, à bản SI này, bản đủ full kick này. La sáng đúc phay thì được trang bị 4 bánh. Đấy, lốp láp đẹp sơn xi chất. Máy số keo chỉ gầm bệ, còn chắc còn đẹp còn zin. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện này. Cờ tiền gửi đến chị quý vị nhà mình cho chiếc Kia Morning 2016 bản XI bản đồ này là 255 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ anh chị quý vị mình trả góp nhé. 255 triệu đồng Kia Morning bản SI 2016 ạ. Cạnh mẫu Kia Morning 2016 vừa rồi, tiếp đây nhà mình tham khảo dùm em này. Matiz bản SE 2008 chỉ có 50 triệu thôi. 50 triệu đã được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Giá lại còn bao rút hồ sơ. Một chiếc xe nhỏ gọn, động cơ 0.8 ăn xăng như người luôn. Đấy, ăn xăng như người luôn. La xăng đúc lốp náp đẹp này. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da hai màu tông đen đỏ nhá. Đấy, vô lăng 2 chấu này. Đầu đài màn hình theo xe này, 50 triệu đồng xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Trang Phạm, chào bác Phạm Văn Dung này, chào bác Gốc Huy Thủy này, chào bác Thái Tô Ly, chào bác Hiển Bùi, chào bác Nguyễn Quảng, chào bác Phi Long, chào bác Nguyễn Công Dũng, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào tất cả những anh chị quý vị khách hàng thân thương trên ba biển của Tổ quốc ạ. Tiếp tục theo dõi em những buổi livestream tiếp theo đi, để chọn cho bản thân gia đình những mẫu xe ưng ý nhất đi gia đình ơi. Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. Còn tiền gửi đến gia đình nhà mình hơn 200 triệu một chút thôi. 215 triệu đồng. Bao rút hồ sơ anh chị quý vị quan tâm nhé. Một chiếc xe đời khá là cao này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. La xăng đúc phay trang bị 4 bánh. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. 215 triệu đồng. Đấy, bớt ngay 5 triệu đồng cho anh chị quý vị đang quan tâm này. Đấy, để lại bình luận đi, quan tâm bớt ngay 5 triệu đồng này. Giá lại còn tham khảo thêm nhé. Vâng, chào bác Thái Tô Ly, chào bác Dũng Trương, chào bác Anh Ngọc, chào bác Moi Chi, chào tất cả những khách hàng thân thương ạ. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay đầu tháng, hoan hỉ lên, vui vẻ lên. Cho đi thì sẽ được nhận lại thôi. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Cứ bình luận thật nhiều này. Đấy, còn những thắc mắc gì về xe này, giá cả này, thủ tục mua bán nào, cứ để lại bình luận cho em, để em tư vấn trên bước sóng ngày hôm nay ạ. Cạnh mẫu Kia Morning 2015 vừa rồi, tiếp vào đây này,
2015 Hyundai Grand i10 sedan 2 đầu màu trắng nhá, 245 triệu đồng. Đấy, nhà mình cùng tham khảo rồi em đi. Một chiếc sedan 2 đầu đến nhà Hyundai đợi. La răng sắt lốp láp đẹp, xi nhan trên sườn xe này. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn gì nhá, côn số ngọt ngào. Nội thất ghế da hai tông màu đen lâu nhá, 245 triệu đồng, đời 2015, cho đại gia mình cùng tham khảo ạ. Đấy, vừa bác nào đang quan tâm Hyundai Getz này, tiếp tục tham khảo một mẫu Getz bên em đang có nhá. Hyundai Getz 2009, động cơ 1.0, số sàn 5 chỗ ngồi. La răng đúc đây, la răng đúc kép 5 cánh thì trang bị 4 bánh này. Nước sơn màu vàng cát rất đẹp đây. Tư nhân chính chủ 29A Thủ đô Hà Nội này. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp này. 155 triệu đồng. Đấy, 155 triệu đồng cho mẫu Hyundai Getz trước máy của em đây nhá. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình OLED cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị các bạn nhà mình. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. 155 triệu đồng gia đình ạ. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ thêm với gia đình ơi. Đấy, chia sẻ nhiều lên, thả tim thả like thật tưng bừng thật nhiều vào đi. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng được cho chị quý vị mình ạ. Với cửa tiền hơn 200 triệu đồng một chút thôi, trước máy của em đây, giới thiệu đến gia đình nhà mình một chiếc Genta đời 2010, đăng ký làm bánh năm 2011, động cơ 1.6 số tự động này. Số tự động mà chỉ có 200 triệu đồng thôi. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh, lốp láp thì còn mới còn đẹp, gương kính cụp xoay điện, xi nhan trên sườn xe đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn và nút điều khiển trên vô lăng. Máy số keo chỉ thì còn zin nhá. Đấy, gầm bệ chắc chắn không mục mọt. Đấy, cam kết gửi đến chị quý vị nhà mình một sản phẩm số động vô cùng chất lượng đây. Vâng, chào bác A Lâm, chào bác Đường Sáng này. Chào bác Võ Tuấn Anh, chào bác Trung Lê, chào đại gia đình mình ạ. Cành mẫu Genta 2010, máy số keo chỉ zin vừa rồi. Tiếp đây giới thiệu đến gia đình nhà mình, đây, một mẫu xe cũng hơn 200 triệu một chút thôi, 205 triệu đồng cho chiếc Kia Morning số rộng động cơ 1.0 này. Đấy, tham khảo rồi em đi. Nước sơn màu bạc, la răng đúc 4 bánh. Máy số keo chỉ còn chất còn đẹp nhá. Động cơ 1.0 số tự động này. Xi nhan trên gương. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Nhà mình tham khảo dưới bên này. Đấy, đầu đài màn hình theo xe 205 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ gia đình của mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Hiệp, chào bác Bình Nguyễn, chào bác Tân Hoàng, chào bác Khổng Tăng. Chào bác A Lâm, chào bác Phạm Văn Dung. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cho phép Thanh Tùng gửi đến gia đình nhà mình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đó. Chúc gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay qua bước sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất ạ. Thì vừa rồi khá nhiều 5 chỗ này. Đấy, 5 chỗ, 1 đầu, 2 đầu này. Tham khảo dùm em một chiếc bán tải đi. Đấy, Forerunner 2013, đăng ký và làm bánh năm 2014, nhập Thái bản 2 cầu máy dầu, động cơ 2.0 số sàn. Cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 410 triệu đồng nhé. 410 triệu đồng cho dòng vua bán tải Forerunner này ạ. 2 cầu máy dầu này. Những bác nào ở vùng đồi núi này, đường núi, đồi núi đường đi hiểm trở, tham khảo giùm em trước này đi. Vua bán tải này, hoặc là những bác nào kinh doanh cần chở hàng hoặc đi gia đình này kết hợp về, tham khảo em trước này đi. Forerunner 2013. Chiếc này bên em đang bán với cửa tiền là 410 triệu đồng. Có hỗ trợ trả góp gia đình nhớ. Đấy, có hỗ trợ trả góp ạ. Bác nào đang quan tâm dòng bán tải này, tham khảo giùm em chiếc này Forerunner 2013 nhập Thái. Cạnh chiếc Forerunner 2013 vừa rồi, tiếp theo đây là bác nào mà đang tập lái này. Đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng này, muốn chọn cho mình một chiếc sedan 2 đầu nhá, tham khảo giùm em chiếc này đây. Daewoo Lalot 2005, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, lúc sơn màu đỏ đô rất đẹp luôn. Đấy, rất là may mắn này. Biển tư nhân chính chủ 29A Hà Nội này. La răng đúc lốp láp đẹp, nội thất ghế da, đây nội thất ghế da màu ghi đây, thơm tho sạch sẽ rồi. Mang về sẵn đi, sẵn di chuyển, sẵn phục vụ nhu cầu cơ bản nhất của gia đình mình ạ. Daewoo Lalot 2005. Đấy, tham khảo giúp em đi gia đình ơi. Đấy, khá nhiều đầu xe đấy, khá nhiều mẫu xe rồi. Nhà mình đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào, để lại bình luận, để lại comment
để em Tùng được tư vấn thêm nhé. Chắc đường sáng, chào bác AZ Mùa, chào anh Ngọc, chào bác Phạm Văn Dung, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Khúc Văn Công, chào những khách hàng thân thương của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Số tự động 1.2 đây, 220 triệu đồng. Với Đức Sơn màu đỏ đuôi trước máy quay ở đây. Gentra X, Gentra X 2010, đăng ký là bánh năm 2012. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước này. Hỗ trợ phanh tăng chống ở hai bánh sau. Gương kính cụp xòe điện, động cơ 1.2 số tự động này. Em xin quay phần nội thất bên trong này. Đây, nội thất ghế da theo xe này. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn và nút điều khiển trên vô lăng. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Số tự động mà chỉ có 220 triệu đồng thôi nhá. Ở những bác nữ nào mà thích màu đỏ này đấy, hoặc là những bác nào mà yêu màu may mắn này, quan tâm dùm em một chiếc Gentex màu đỏ đi đấy. Xe rất là đẹp luôn, 220 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được ạ. Đây, tiếp tục này. Hyundai Grand i10 bản đồ này, tham khảo dùm em tiếp tục những mẫu Hyundai Grand i10 nhá. Một dòng xe quốc dân nhỏ gọn, tiết kiệm liệu đây. Hyundai Grand i10 bản đồ 2014, đăng ký là bánh năm 2015, động cơ 1.0 số sàn. Cao đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, còn sáng trưng sáng quắc luôn. Không có dấu hiệu đục mờ nhá. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 1.0 số sàn. Đấy, nhà mình quan sát giùm em đi ạ. Màn hình Android cỡ lớn này, vô lăng 3 chấu tích hợp các nút điều khiển và túi khí trên vô lăng. Đấy, đề lổ sổ tatop đã có sẵn rồi. 245 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i10 này ạ. Cạnh mẫu Hyundai Grand i10 vừa rồi, chiếc máy của em đây. Với cửa tiền hơn 400 triệu đồng một chút này. 405 triệu đồng. Kia Rio 2015, đăng ký vào năm 2018, động cơ 1.4 số sàn, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, sau đời 2015 này thì không còn đời Kia Rio nhập Hàn cả trước đâu gia đình ạ. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Linh đây. La răng đúc zin theo xe, lốp láp đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ABS này. Mặt ca lăng mũi hổ thì vô cùng quen thuộc của dòng Kia này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Các nút điều khiển và các nút cruise control này. Cổng AUX USB và cổng nguồn 12V có sẵn rồi. Đầu đài màn hình theo xe nhé. 405 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng, cũng như là còn hỗ trợ trả góp gia đình mình ạ. Đấy, bên em chỉ không hỗ trợ trả góp là một này. Hỗ trợ trả góp là một này, cũng như là hỗ trợ ship xe cho đại gia đình mình. Trong bán kính 100 km thì ship xe miễn phí anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác vượt qua chính mình này. Chào Võ Tuấn Anh, chào bác Anh Hoàng, chào bác Thắng Kê, chào bác Nguyễn Thắng này, chào bác Huynh Văn Hồ này, chào Xuân Hòa, chào Đường Sáng, chào những khách hàng thân thương đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Hoan hỉ lên, chia sẻ cho em xin 5-7 lượt đi gia đình ơi. Đấy, chia sẻ thật nhiều lên ạ. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều nhá. Đấy, chia sẻ nhiều lên đi. Lao có dịp đến chợ ô tô đầu mối Hải Dương này mua xe hoặc là xem xe thôi. Cứ chia sẻ là anh đã từng chia sẻ em rất là nhiều vào khung giờ 8:03 mỗi tối này. Hứa cho gia đình nhà mình này, bớt ngay 5 triệu đồng luôn. Đấy, bớt ngay 5 triệu đồng cho gia đình mình ạ. Tiếp theo đây, nhà mình tham khảo dùm em tiếp tục là một chiếc Hyundai Grand i10 bản đồ này. Hyundai Grand i10 bản đồ đời 2014 này. Động cơ 1.0 số sàn, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. Đăng kiểm thì còn rất là dài luôn. Đăng kiểm một năm nữa luôn ạ. Tháng 6 năm 2023. Động cơ 1.0 nhập ấn nhá. Vô lăng 3 chấu này, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng và các nút điều khiển này. Có đề lổ startup. Đầu đài màn hình theo xe này. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ, 245 triệu đồng. Tham khảo dùm em gia đình ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Thuần này, chào bác Trãi Văn, chào bác Nguyễn Thắng, chào đại gia đình mình ạ. Vâng, tiếp tới đây với cửa tiền là 245 triệu đồng nhé. Mình tham khảo dùm em này. 245 triệu đồng Hyundai Grand i10 2014 này, động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi, 30A thủ đô Đô Lệ. 245 triệu đồng. Xe đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng và các nút điều khiển này. Đấy, đề lổ startup đã có sẵn rồi. Máy số keo chỉ này, sơn xi thì còn zin. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ này, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình thôi.
245 triệu đồng nhá. Đấy. Cạnh hai chiếc Hyundai Grand i10 bản đổ vừa rồi nhá. Nhà mình tham khảo giùm em này, một chiếc Hyundai Grand i10 bản tiêu chuẩn này 195 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngừng lùi đây. 195 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng gia đình nhận. Xe đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Đấy, la răng sắt theo xe này, lốp láp đẹp, xi nhan trên sườn xe. Nội thất ghế da màu đen đỏ sạch sẽ này, điều hòa thì rét buốt luôn. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình thôi ạ. Vâng, chào tất cả anh chị quý vị mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay này. Thì vừa rồi em đã báo giá cho đại gia đình nhà mình tất cả đầu sản phẩm mà đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em nhé. Anh chị quý vị nhà mình có những thắc mắc gì đấy thì cứ mạnh dạn để lại comment đi để em Tùng được tư vấn thêm gia đình mình nhé. Đấy, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Đấy, đấy, cảm ơn anh chị quý vị mình thời gian vừa qua vào khung giờ 8:30 này. Đấy, vẫn luôn luôn theo dõi để ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, bên em mang đến những sản phẩm chất lượng nhất để phục vụ gia đình mình nhé. Đấy, nhà mình cứ ủng hộ em đi. Đấy, cam kết anh chị quý vị mình, hứa danh dự luôn, giá còn bớt, còn bớt được sâu cho những khách hàng mà quan tâm những đầu xe tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, thì vừa rồi em đã báo giá hết những sản phẩm bên em có rồi. Nhà mình ai còn đang những thắc mắc về những dòng sản phẩm nào này, bình luận, nhắn tin này, bình luận hoặc như là gọi trực tiếp cho em qua hai số Zalo đang để trên màn hình 0347 701 777, hoặc đến trực tiếp bên em để được tư vấn xem xe và chạy thử xe miễn phí. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên buôn kinh doanh buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng. Xin chào và gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo. Muốn tìm xe hay thì gặp ngay Thanh Tùng tại ô tô đầu mối Hải Dương cả gia đình nhé. Chào cả gia đình mình ạ.